giữ trên trời rồi con. Lắc trên màn hình nhỏ nè. Hôm nay tụi em mới về được mình sang coi 110 với Yên 110 Thái, 99 với Yên 2001. Cho bà con vô alpha và có thể vô được 9X. Bà dai, bố ba càng. Lấy cái gỏi bự đựng này bỏ đây để dành luôn. Ngoài phim. Mấy cái này là hết lần nữa cái hàng đi. Không có tốn thời gian bà con nhiều đây nè. Đó. Ngầu nghe, nhưng mà cái Yên này nó không có cái bát này nha. Vô tất cả dòng xe Alpha. Rồi. Yên qua 110 Thái là 2001, cách đây khoảng 3 năm rưỡi mới gặp mặt là đó. Khoảng 3 năm rưỡi rồi. Đất đời của nó là 2005-06 nó mới ghê nè. Rất đẹp luôn. Đó. Làm sao chỗ này không? Yên quay 110 Thái đại 2001 vô chiếc quen pha cộng của em có tay 2 năm rưỡi 3 năm á. Chiếc quen pha cộng gắn yên này nè. Lâu rồi. Thứ hai gì đó đâu. À, yên mới cái Thái mướp đã lắm. Và cái yên này với cái giá là nó nhiều 1,2 triệu. Bút lông. Ngồi cái bên đây nè. Bút lông 1,2 triệu. Rồi Yên 201 da hộp, bấm da rất là êm, vô 110 Thái 99 2001, vô anh pha nhỏ được bình thường không ngại ha. Da hộp, và ra sao Yên đẹp lắm, đó. Yên mới, thì cái giá mà cái Yên này là 1,2 triệu, chưa tính tiền phí ship nha, có thể ship code đi cho bà con luôn. Nhưng mà em không có bao ship nha bà con ha, bà con mua phải trả thêm tiền ship giùm tụi em ha. 1,2 triệu, không bao ship. Con lưu ý là tất cả phụ tùng bên em bán lớn nhỏ đều không có bao ship nha. Rồi cho qua. Ok. Đưa cái Yên 110 99 lên. Đây là Yên 110 99 đây. Đó, nó có cái bát sắt. Bát sắt này nó cũng 1,2 triệu. Yên nó là da khằn nha, 110 99 thì da khằn nhưng mà đắt mới. Đây này có cái này nữa hả? Thì tôi dít nó ra, dít tôi phải ở đây ha. Không nằm vị trí gì chứ à. Yên 110 mới có bát sắt luôn nè. Đấy, Yên 201 này không có nha, đất đời 2005 xuống 2006 nè. Có cái dít luôn, rồi cái Yên này 1,2 triệu nha, xịn sò. Da khằn. Rồi bà con vô 110 phu mộ, về 110 9X Alpha về vừa hết trơn nha. Rồi cho xuống luôn đây. Đó, cây này giờ có 2 cây, ngay này là có 3 cây. Bằng độ nè mà. Lấy cái đầu đèn pha của 2001. Đầu đèn pha. À, bả dài của 1199 trái hàng hôm nay là dài đây. Bả dài của nó là màu xanh nhớt. Là một cặp như vậy là bao nhiêu? 350. Quên nè, 350, 350. Bả dài 1199 350.000. Quá ok luôn. Đi đây coi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, giả cái gấp găng quá. Nè bên GL tháo ra đúng rồi nè, bà dài nó như nè. Rồi này cho xuống đây 350. Rồi ốc gắt chân nhôm là em sẽ bấm lên một ghim như thế này đây. À, hai con 35 ốc gắt chân nhôm có qua 110 Thái vô qua 110 phu 1 vậy được hết. Hai con 35. À, hai con 28. Và một con 20. Đó. Rồi cái này là xứng đáng đồng tiền, 5 con là 150 nha. Rồi cái nè. Lên xe đẹp thứ nào chịu nổi, anh pha nhỏ, quanh pha lốc trắng, lốc đen, 110 Thái. ZX
Rồi quay anh Khoa Cộng, quay Trung Quốc được hết trơn. Ốc số 10 không, quá đã. Ốc cắt chân nhôm cho qua. Thì tới kèn tấm lỗ rồi, giờ tất cả các dòng xe đây. Gì nè. Này nữa hả? Ốc phuộc đó, ốc phuộc. Ốc phuộc lâu lắm không quay. Vô tất cả các dòng xe luôn bà con ơi. Em hơn nghĩ bán kèn mít Camacon, em bán ba kèn mít Suba nè. Mitsuba quay cho 10 thái Mitsuba đó, hàng Gin. Đó, 12 quan vô tất cả dòng xe, không kén xe nào hết. Càng Gin tấm lỗ rất là đẹp. Thì 200 ngàn quay rim cúp phụ trợ xài chung hết được hết nha. Tin 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 rất là êm. Rồi 200 ngàn. Đừng dẹp. Bộ lá. Đầu đèn pha quay 2001 nè. Đó. Bà con vô tất cả các dòng xe quanh pha lốc trắng, lốc đen, dít ít, quanh pha cộng, đây là dày mo luôn nha, không phải như đồ của mình mà nó mỏng nha. Dày và nó nặng, nặng con lắm nha. Ít tăng lay xịn, chữ dày, chữ bự đây. Rồi cái bà, chúng ta có thể mua hai cái bóng 25, ai muốn mua bóng 18 thì mua bóng 18 em cũng có, nó 120 và bóng 25 120, một phe. Hai tim đó thì bóng này là bao sáng bao đẹp luôn đó, bao gom sáng là ánh sáng màu vàng rất là đẹp. Rồi cái đầu đèn Khoa là 500 ngàn nha, còn cái bóng này là 120 nha. 12W có, 25W có, 25W nè, 18W nè, quanh pha lốc trắng lốc đen, dít ít quanh pha cộng, 25W nè, ghim phu chờ 1, còn ghim phu chờ 1, ghim tất cả dòng xe ghim là 25W này nè, bà con mua vô tất cả dòng xe ghim nha. Rồi em có bóng đèn 35W của quay 110 Thái đó, là cái hàng đó tới 320 ngàn, bóng đèn da băng, còn này bóng đèn Thái, mới dành Thái Lan. Rồi ok cô bác ha. Rồi nhờ khoái nhất là đầu đèn này đẹp thứ nào chịu nổi, bữa nào vô anh mấy chiếc anh pha nhà nè, đẹp thứ nào chịu nổi, nó dày mo dày mà nặng con là nhìn được lắm nha, dễ lắm nha. Rồi em không có cái dây điện nha bà con ha, dây điện bà con mua dây điện hãng giùm em, bóng đèn này có. Rồi đây chụp tấm hình nè, tắt máy này, tắt đây. Rồi đầu đèn pha này cho qua đi. Rồi bấm bà con mua vô quay rim cúp bấm xịn này được cho ngang 120 ngàn, mãi vô bà con ơi. Nè để xuống dưới đây để cẩn thận. Năm con ốc cắt chân nhôm này hôm nay sẽ trái hàng nha, quá khứ đẹp rồi. Rồi ốc cắt chân nhôm qua cho xuống đây nè, năm bà bấm lên ghim đi đó. Đây là bố lá, bố sắt, bố ba càng của 310 Thái, đây đang làm mưa làm gió đây, xài rất là em, bao móc bánh đầu được luôn á. Một xe bao gồm là bốn lá Thái Lan xịn. Rồi khi chúng ta thay là chúng ta phải thay sắt luôn, chúng ta đừng có hà tiện, sắt nó mòn rồi nè. Ba sắt nữa, rồi một bộ bố ba càng KFL nữa, tổng cộng là 1.350.000 nha, mà vô bà con ơi. Đó, cái này là KFL là thay xài cái miếng thun đỡ bố nha, có xài thun nha, bà con lưu ý giùm em, xài là bao bóc móc bánh đầu được luôn, bình thường luôn á. Xem đang xài chiếc xe đỏ đó, đó. Chiếc xe đỏ đang xài bộ này nè, bộ hõm bố Gin mà bị khô nhớt rồi chơi vô bộ này nè, xe đỏ đó, đó. Chạy thứ nào chịu nổi thứ này, hỏm nha, thay bộ này với bộ này. Giờ đi mua mấy cái loại xo của hãng thay cho bố ba càng nữa. Rồi lưu ý là cái này là bán chung, vậy là 650, bố lá bố sắt 650, nếu bà con mua bố ba càng thì 700, còn nếu mua hai bộ thì chỉ 350, rồi cho qua còn gì hết gì nó ấp bò đó. Ủa, không có đem cốt đem gì đó hả mà, nó đem cái đống này về dưới quay dưới. Thôi đi, để nữa đem ra dưới luôn đi, lỡ rồi. Ốc đầu bò, đây là ốc đầu bò của Nhật. Đây là ốc đầu bò của Nhật đây.
cho chúng ta vô phu chợ 2, phu chợ neo, phu chợ ít, ốc đầu bò của Gia Băng, 4 con 100 ngàn, đẹp dữ thần luôn nè, mà không có chữ ít nha. Vô phu 2, phu neo, phu ít, phu mập, phu led rồi ai gà, phu mập, phu led rồi quay y rồi đó, ghi 125 rồi đó, mà không có chết, rồi 4 con 100, rồi 4 miếng lông đền này 40 ngàn là 140, rồi cho qua, còn gì hết. Bình sang con chưa quay, bình sang con qua 110 Thái mới về đây ha. Bình sang con qua 110 Thái thì em bán chỉ là hàng Thái Lan chính hãng thôi, thì em bán 1.3 triệu giá cạnh tranh với thị trường đó nè. Nó có xài xá xị bên em không có bán, cái đó bà con ra tiệm mua dùm. Rồi KFL xịn sò cho bà con nha. Một bình như vậy á, là thị trường có khi tao bán 1.5 triệu, 1.6 triệu đủ thứ giá. Mình bán ở đây 1.3 triệu, bao giá cạnh tranh với thị trường luôn, bao giá 100% luôn, bao đúng hàng Thái Lan 100%, không đúng 1 đền 10 cho bà con luôn. Rồi cảm ơn bà con đã theo dõi clip em, xin chào nha.